30 giờ dòng dã cứu hộ chưa thể tiếp cận bé trai dưới trụ móng cầu 35 mét. Nhiều giờ đồng hồ qua, các nhân viên đã liên tục đào đất mở rộng một hố rộng khoảng 10 mét tại vị trí móng cọc bê tông nơi bé nở lọt xuống, đồng thời dùng máy khoan địa chất để khoan đất xung quanh móng cọc. Nhận định về sự cố này, kỹ sư NTX 31 tuổi thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Nam cho biết, đơn vị đang thi công khảo sát địa chất công trình cao tốc An Hữu cao lãnh thì được Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp yêu cầu mang thiết bị máy móc đến hiện trường, việc cho bé bị rơi vào móng cọc bê tông. Hiện đã khoan được lỗ thứ ba, sự cố bé rơi vào móng cọc bê tông, mố có đường kính D50 và rỗng phía trong chỉ 23-25cm là rất hy hữu, chưa từng xảy ra. Còn ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, cái khó khăn nhất trong công tác cứu hộ hiện nay là chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Anh em đã nỗ lực xuyên suốt trong một ngày cũng đã khá mệt. Hiện chúng tôi đang điều thêm phương tiện để bằng mọi cách cứu hộ cháu. Hiện oxy vẫn đang được truyền liên tục. Điều mà nhiều người đang quan tâm nhất chính là tình trạng hiện tại của bé trai. Mong rằng em có thể bình an vô sự trở về vòng tay yêu thương của bố mẹ.